Thì uh, an coin của chúng ta thì nó cũng có một cái sự tăng trưởng khá là tốt Bitcoin có một cái nhịp đẩy lên cái vùng trên là vùng 35.000 đô uh, Rất là nhiều anh em đúng không ạ? Rất là nhiều anh em chúng ta kỳ vọng Ồ, oh, có anh Vân Vũ anh vẽ lên màn hình của em Anh đừng chạm vào cái màn hình đó. Anh chạm vào màn hình là anh vẽ vào cái màn hình của em đấy Thì uh, thị trường chúng ta thì uh, Trong cái phiên ngày hôm qua Thì nó có những cái nhịp tăng cũng khá là tốt của thị trường Thì uh, mọi người sẽ để ý này đây. Có một cái nhịp tăng và nó vượt qua cái đỉnh cũ là vùng 35.000 đô rồi. Thì với cái quan điểm của mình thì đây là những cái tín hiệu mà thực sự tích cực với thị trường. ở trong những cái buổi live và trong những cái buổi zoom với mọi người ấy, thì mình chia sẻ quan điểm nào, quan điểm của mình rất là nhiều đó là hiện tại trên cộng đồng ấy đa phần rất là nhiều anh em mà mọi người đang chờ đợi Bitcoin nó rơi về cái nền giá 32.000 đô này. Thật sự rất là nhiều anh em chúng ta kỳ vọng về cái nền giá 32.000 đô nên với cá nhân của mình mình không kỳ vọng Bitcoin nó rơi về vùng 32.000 đô nữa. Sau đó thì cái thời điểm mà mình có thoát hàng một phần những cái đồng ăn coin nó chạy rồi sau đó mình có có gì có chia sẻ mọi người vào lại. Thì cũng rất là may mắn đúng không ạ? Ngày hôm nay thì thị trường ta thì nó tiếp tục nó tạo một cái đà tăng. Thì với cái con sóng này nhá thì mọi người có thể target cho mình với Bitcoin là khoảng 37 cho 38.000 thì uh, trong trường hợp mà Bitcoin nó đẩy lên được cái vùng 37 cho vùng 38 000 đô thì uh, đây sẽ là con sóng mà Ancoin sẽ được chạy rất là tốt Ở ừ. uh, hiện tại thì mọi người sẽ nhìn thấy là khi mà Bitcoin nó mới chạy thì có thể an coi một số đồng coin nó sẽ bị chững Nhưng mà từ thời điểm mà vùng 35 000 mà Bitcoin nó chạy lên vùng 37 đến 38 000 ấy Thì đấy sẽ là cái thời điểm mà an coi nó Nó có lực tăng mạnh nhất Ở cái đoạn đấy là giai đoạn gì ạ? Giai đoạn mà cuối cùng ấy Thì thường là giai đoạn đấy sẽ là cái giai đoạn mà an coi nó được dễ băm tổng lực thì thường là sau cái phiên mà băm lên ba mươi năm đô thì nó tạo được một cái nền giá cho anh coi rồi nên mình nghĩ rằng trong mình nếu mà cái thực sự là cái sóng này theo những cái dự kiến của mình thì chúng ta sẽ phải chú ý một chút tại vì theo như mình thì chúng ta sẽ chuẩn bị đến cái điểm này chúng ta có thể cắt đao ra ngoài được rồi tại vì con sóng này thì khi mà nó vào phiên đẩy thì như thời điểm trước mình có chia sẻ với anh em đúng không ạ nếu mà khi mà thị trường nó bứt phá và nó vào một cái phiên đẩy thì nó sẽ chỉ mất khoảng hai ba ngày thôi là thị trường nó sẽ băm mà nó đạt đỉnh thì cái này trong vòng vài ngày tới thì chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta quan sát nhé mọi người nhé Khi nào mà thoát hàng được hoặc là khi nào mà mà mình bán ra thì mình cũng sẽ báo mọi người. Nhưng mà cái việc mà Bitcoin nó tiếp tục nó phá đỉnh và nó tạo cái liền giá là vùng 35.500 đô ấy thì đây là một cái tín hiệu mà chúng ta nên mừng chứ chúng ta cũng không có gì mà chúng ta cần phải cần phải suy nghĩ hay là chúng ta lo lắng cả. Đây là một cái tín hiệu rất là tích cực. Đấy thì uh, mọi người có thể có thể chờ đợi giúp mình nhá trong vòng khoảng vài ngày tới thôi thì có thể là nếu mà tìm được một điểm khác nào thì mình cũng sẽ báo mọi người ừ. thì với đồng coi một số đồng coi hiện tại thì mình cũng đã chốt rồi con son em vẫn giữ à, con son còn một phần phần thì em vẫn giữ một phần hôm trước em có bán ra mà em có vào một đồng coi khác nhưng mà sau đó con son chạy rất là mạnh đúng không hiện tại em vẫn giữ một phần son nhé à, con uh, có một cái đồng coi là con gì nhỉ con nia đúng không ạ nia thì em hiện tại em chốt 70% con nia, con nia rồi tại vì sóng của lia nó chạy rất là mạnh về cơ bản là sóng của lia không phải nó không tăng được nữa nhưng mà cái việc mà con lia mà nó chạy lên vùng nếu nó có chạy nữa thì nó chỉ chạy lên khoảng tầm 1.8 cho đến vùng 2 đô rồi thôi thì chúng ta có nhiều lựa chọn hơn đấy thì anh em có thể bán như em hoặc là bán 50 trăm hay là vẫn giữ thì tùy nhá nhưng mà với cá nhân của em ấy, thì em vẫn đang chốt cái con lia này 7 rồi sau đó thì em có vào một số đồng coi khác như là con Matic này OP này một số đồng coi sóng vẫn rất là đẹp hả? đấy thì ngoài ra chúng ta cũng còn rất là nhiều đồng coi khác sóng đẹp mà cái những đồng coi để nó tăng hai 3 là bình thường thì ví dụ nếu mà có, có trường hợp mà con nia nó có đẩy lên 1.8 thì những cái đồng an coi kia nó có chạy được khoảng 20 mươi đến ba nữa đi 20% mươi nữa đi thì nó vẫn ngang nhau thôi nó tranh nhạch nhau không đáng kể đấy nên với em thì em chốt 7% phần con nia rồi còn mọi người giữ hay là mọi người cầm thì mọi người có thể có thể cân nhắc nhé tiếp <laughs> theo chúng ta sẽ nhìn qua một chút về con bua đốt này <laughs> Bogadot là một cái đồng coi mà chúng ta cũng nhắc rất là nhiều trong cái buổi zoom gần đây thì mọi người có nói rằng là bô đốt rất là nặng đúng không ạ nhưng mà em có có chia sẻ với mọi người nói nhà nó cũng không quá nặng đâu với con bô đốt thì hiện tại em vẫn cầm nhá và target của em gần nhất với con bô đốt là khoảng vùng 5 đẹp nhất thì nó sẽ lên khoảng vùng 5.5 đấy nên em phải nói là nếu mà đẹp nhất là khoảng tầm 5.4 5.5 thì sẽ là cái vùng giá đẹp nhất thì hiện tại nó đẩy rồi so với cái lần giá sóng điều chỉnh này thì bô cốt đốt đang đẩy được khoảng 12 thì mới cái con này thì mọi người vẫn có thể cầm được hiện tại thì có thể là chúng ta sẽ nhìn thấy những cái cây liền xanh liên tục của bô đốt chúng ta sẽ nhìn thấy cây nến xanh liên tục nếu mà đẹp nhất thì nó sẽ chỉ diễn ra khoảng tầm 5 cho đến 6 cây nến xanh nữa thôi thì nó sẽ kết thúc cái phiên này này thì nếu mà con bùa đốt mà nó xuất hiện 5 đến 6 cây nến xanh ở trên khung H4 thì chúng ta có thể cân nhắc tính toán để cắt đào ra và cái vùng giá cắt đào tính toán nó sẽ là khoảng tầm 5.5 nhé mọi người nhé đây cái vùng giá của ta là sẽ từ 5.2 đến 5.6 nhưng mà cái target mà em căn sát nhất thì nó sẽ là khoảng 5.5 được không ạ? 5.45 đến 5.5 thì nó sẽ là cái target sát nhất của con này hiện tại em vẫn cầm con này thôi <laughs> Con xui ta ghét tầm bao nhiêu Con xui mọi người giữ giúp em nhé Em vẫn cầm xui Em có Uli về cách thì em có lên chốt hay không Uli mình cách thực ra nó cũng chưa đẩy mạnh lắm Hôm qua con Uli có một cái nhịp đẩy 20% Hôm qua con Uli có một cái nhịp đẩy 20% Với anh thì con này vẫn cầm được Cũng chưa cần phải bán ngay Anh em chờ thêm một thời gian tới cho cái thị trường nó gì đó. Nó chạy hoàn thành cái sóng này đi Sau đấy chúng ta sẽ chốt đấy. thì sẽ có một cái điểm chốt chung với mọi người nên mọi người yên tâm. Về cơ bản là theo như cái một cái góc nhìn của mình thì Ancoin nó vẫn còn chạy đấy Và cái view chạy của mình là Ancoin sẽ chạy khoảng tầm trung bình nhá Với những cái đồng coin mà sóng yếu ấy, là một đồng coin sóng yếu Bungodot không phải là một cái đồng coin sóng mạnh Có một cái biên độ sóng mạnh Thì với những cái đồng coin như con Bungodot này sẽ chạy khoảng 15% nữa Nó sẽ chạy lên khoảng 5.5 thì nó chạy khoảng 15% nhưng mà nhiều những đồng ăn coi thì có thể chạy khoảng ở cái biên độ nó sẽ lớn hơn trung bình sẽ là khoảng hai có một số đồng coi là biến động mạnh thì nó sẽ chạy được khoảng ba Đấy, nhưng mà trung bình thì mình nghĩ rằng thời điểm này thì Anco sẽ chạy đẹp nhất nó sẽ chạy khoảng 15 đến 2% nó sẽ là hợp lý nhất. Còn một số con nó có một cái biên độ mạnh cơ thì nó mới có thể chạy được cái mức 3%, còn không thì theo như cá nhân của mình thì an coi nếu mà thời điểm này nó chạy đẹp nhất đấy thì nó sẽ chạy đâu đấy rơi vào khoảng tầm 15 gần 2%. 20 sẵn sẽ mức trung bình. Một số đồng coi mà cái biên độ sóng của nó yếu như là con 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 đốt thì khoảng 15%, đúng không ạ? Còn uh, sushi thì tầm này thì anh em cũng không thể chốt được nếu mà anh em nào có cầm, sushi là một đồng coi đẩy rất là mạnh. Mà nó đẩy mạnh mà gần như là nó vượt qua cái sức tưởng tượng của mình luôn đấy nó đẩy lên tận 1.2, 1.3. Đây là một cái uh, một cái sóng đẩy rất là mạnh của sushi. Và chúng ta có con Mana ngày hôm nay đẩy này. Con Mana cũng là một cái đồng coi mà em có chia sẻ với mọi người đúng không? Con Mana không biết là trong nhóm của mình có anh em nào cầm không? Mana vẫn giữ được nhá mọi người nhá. Mala vẫn giữ được sóng đẩy H4 vẫn đang đẩy rất là đẹp đúng không ạ? Mala đẩy nhẹ lên khoảng 0 5 thôi. Đấy vẫn có thể giữ được giúp mình. Với đồng coin Mala này. ANG không chạy ALGO không chạy mấy sẽ có con nó chạy trước chạy sau và thứ hai là ALGO sóng thời ăn vừa qua nó cũng chạy nhiều mà. Mọi người sẽ phải để ý là sẽ có con nó phải từ từ đúng không ạ? Như con ALGO đợt vừa rồi sóng nó đẩy rất là khỏe rồi, bây giờ nó phải từ từ đúng không? Nhưng Nhờ của em vẫn đẩy lên được, với ALGO này vẫn đẩy được. <laughs> Anh nhiều phân tích cho em con RAD CTK để giữ được này. Em chờ đi, bây giờ ăn con là mới kích hoạt thôi mà anh <laughs> em. Mọi người mọi người không thể nào mà mọi người kỳ vọng là nó chạy nhanh ngay được ấy. Bây giờ Bitcoin nó mới đẩy xong thì khi mà Bitcoin thì cả nó đứng đứng yên cho mình từ 35.000 xong nó nhích lên vùng trên là khoảng tầm nó nhích lên vùng trên là khoảng 30 30 37 38.000 thôi mà vùng ăn con nó bay mạnh nhất nó sẽ là khoảng 36 ngàn u trở lên thì ăn con nó sẽ được dựng cột ở trên H4 sẽ được dựng cột trên H4 thì target trung bình sẽ là khoảng tầm 20% nữa mình nghĩ là 20% sẽ là khả thi trừ một cái con mấy cái con mà biên độ sóng nó nhỏ nha bố có đốt thì sẽ sẽ khoảng tầm 15 phần anh em nên mọi người vẫn có thể giữ được nhá em sẽ tổng quan chung thôi chứ còn an coi tầm này anh em không cần phân tích target đâu mà anh em chờ mấy hôm tới đi BTC mà lên 37 38 là đỉnh chẳng hạn thì có sideways đủ lâu để ancoin bay tiếp hay không hiếu. Ancoin đó nếu mà thực sự nếu mà cái vùng giá mà Bitcoin ở khoảng 37 38 gần là đỉnh ấy thì ancoin trong cái quá trình mà Bitcoin nó lên 37 38 nó sẽ không lên một mạch. Ví dụ lên 36 rồi nó sẽ nhích lên 362 365 rồi 367 368. Mỗi lúc nó nhích một 300 giá ấy thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà ancoin nó sẽ dựng những cái cây nến H4 xanh. Nó sẽ dựng những cái nến như này này. Nó sẽ dựng được những cái nến như này. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy xuất hiện nhiều cái kênh nến xanh như này Đây, bật cho mọi người con AVAX đi Đấy, nếu mà thực sự mà mà Bitcoin nó vượt qua vùng 36 và nó nhích nhẹ nó dần lên dần ấy, Thì chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều cái nến xanh này liên tục Nó dựng dần lên, này Nó sẽ dựng dần liên tục lên Vùng trên này Nó sẽ chạy cùng, nó sẽ chạy cùng với Bitcoin Nhưng mà cái biên độ sóng nó sẽ mạnh hơn còn hôm qua mà bitcoin nó giật lên như thế cũng nhiều con nó cũng không không chạy không giật kịp đâu hôm qua mà lúc bitcoin mà mình thấy hôm qua lúc bitcoin mà nó giật lên khoảng 35 mươi năm nhiều con nó không lên được ý. nhiều con nó còn kiểu nó vẫn bị ai nó không vượt qua được đỉnh nhưng mà khi mà bitcoin nó tiếp tục cái từ cái nền giá 35 mươi năm ba mươi sáu này mà nó có nhích dần lên ý, thì đấy sẽ là cái cơ hội cho ăn con nó dễ nó bứt phá mạnh trung bình thì mình đang tính là khoảng 20% nữa để chốt được khoảng 20% trung bình khoảng 20% con Linh có đẩy được nữa hay không? Con Linh thì em cũng chốt gần như là em chốt 7 8, trăm rồi, em chỉ còn giữ một phần thôi. Nhưng em thì em nếu mà sóng này mà nhà cái vẫn tiếp tục đẩy thì nó vẫn đẩy lên được. Nó vẫn đẩy lên được khoảng trên là khoảng 14 đô. Nhưng mà em không giữ nhiều. Em chỉ giữ khoảng tầm hôm trước em có vào lại đúng không? Thì em chỉ vào một phần thôi. Nên với em thì cái việc mà con Linh nó đẩy lên nữa hay không thì nó vẫn ở trong cái phạm vi. Nhưng mà em cũng không không không, không giữ cái tỷ trọng vốn nhiều ấy còn ninh b sóng của nó vẫn sai nó vẫn đẩy lên một một con con ninh này nó như con son nó đẩy nhẹ cái là đến 14 đô luôn đấy hôm trước một số anh em bảo mình là trong con son đúng không con son mình mà con son nó đẩy anh em mà cứ rốt tầm 38 mươi khi anh em thành chốt lon thì cuối cùng nó hôm qua nó đẩy đến tận 46 đô đây nó đẩy rất là mạnh lên vùng vùng bốn đô nhưng mà nếu mà con này con son này mà nó nó đẩy nữa thì mình nghĩ là nó không nên cao nữa rồi nếu mà nói về lực của son thì chắc nó chỉ quay quay lại cái đỉnh cũ này thôi nó không nên được cao quá đâu mình nghĩ cùng nắm lên là cùng trên này nữa thôi Đấy thì vùng giá này em có thể cân nhắc chốt Nó quay trở lại vùng 50 đô này Thì có thể cân nhắc chốt được Thì con son nếu mà mọi người nhìn con ninh Chạc con ninh thì nó cũng giống chạc son ở cái đoạn này thôi Giống cái đoạn này này Thì bây giờ con ninh nó đẩy nhẹ lên 14 đô Cái vấn đề là bây giờ họ có đẩy hay không Em em vẫn giữ Đấy Bây giờ nó đẩy nhẹ cái là lên 15 đô chứ không phải là 14 đô luôn đấy mọi người Em nhìn cái đoạn này nhá anh à, Em nhìn cái đoạn này xem con Linh nó có giống con Son không nhá ừ. Giống đây, cái đoạn này của con Linh Như là cái đoạn này của con son Nó rất là giống nhau đúng không Nếu mà nó được làm giá như con son này này Thì nó đẩy lên khoảng tầm 16 đô 15 đô Thì nó sẽ đẩy lên vùng trên này 15 đến 16 đô này Trà của nó khá là giống trà của Linh Hai con này trà khá là giống nhau Em em vẫn giữ một phần. Đấy chứ em không cũng không không tập trung quá tại vì nếu mà cái con này nó có đẩy lên khoảng 15 đô hay là 14 đô đi nó chỉ tăng khoảng tầm 20 năm thôi. Thì em vào những con khác thì nó vẫn tăng 25% thì nó vẫn ngang nhau mà. Đấy. Thì với em em vẫn giữ nhá, nhưng mà em phân bổ sang để cho hạn chế rủi ro. Nhưng mà em nghĩ là chắc cả linh đẩy đấy. Nếu mà công tâm thì em nghĩ là chắc cả linh sẽ đẩy. Mình thấy là nhiều anh em hôm trước còn cho sót linh thì mình thấy hơi căng. Sóng này bây giờ vẫn sót linh thì rất là căng mình nghĩ là cái việc mà nó đẩy lên hôm trước mình có sót mình sau đó mình phải chốt ngay mà. Cái hôm cái đoạn này mình phải chốt ngay mà lúc nó hồ lên mình phải chốt ngay. Nhưng mà với cái này thì mình nghĩ là Ninh vẫn ở trong một chân đẩy nên nó vẫn có thể đẩy được mạnh lên mùng trên khoảng 15 đô được. Con SDI là tụt quá đúng không? Đấy sẽ có những cái con mà nó đẩy nhưng mà con con nó vẫn cứ bị chậm mày. Đây này cũng bị chậm này này nó không đẩy nhưng mà nếu mà nó đẩy thì nó như con con Uli đây mọi người đây uli của mọi người mấy hôm trước mọi người cứ bảo y hạch các kiểu đúng không em bảo là vẫn giữ được không sao đâu chỉ qua là nó hơi y hạch một tí thôi nhưng mà mọi người này hôm qua nó đẩy đúng một cây h 4 thôi nào nó đẩy cho một một cây h bốn hai phần trăm ngay đấy khi mà nó nó thực sự mà nó đẩy thì cũng nhanh lắm nó cũng không không lâu còn ma đúng không? trong này mà nó đẩy nhanh nhanh thì đẹp nhỉ? Đẩy lâu quá không đẹp lắm. Ôi sóng Matic đẩy đẹp này, sáng nay mình có vào con Matic. Hôm mình nhớ là hôm hôm nay mình bán con Matic xong mình vào con ăn à, bán con Nia mình vào tầm giá này hay sao ấy. Quanh quanh giá đỉnh này này, khoảng 65. Nó tăng được 5% rồi. Con này đó, Matic sóng vẫn đẩy tốt mà mọi người. Matic sóng này đẩy lên trên trên là khoảng tầm 0.78 là bình thường. Thậm chí cao có thể cao hơn cơ. Nhưng mà chúng ta cứ kỳ vọng trên này đi là khoảng 0 78 0 8 đô. Đấy. Con này giữ được, em vẫn vào con này mà. Sáng nay em còn vào thêm luôn, em bán con kia xong em còn vào con Matic mà. Thì về chân của nó vẫn là chân đẩy, vẫn đẩy rất là đẹp, Matic đẩy rất là đẹp. Nên mấy ngày tới mọi người sẽ chú ý giúp em nhé. Khi nào một chút rồi em sẽ báo. Thực ra mọi người không chốt được thì cũng không sao nó vẫn có nếu mà mọi người không chốt được mọi người sẽ phải chờ thêm khoảng tầm 5 ngày đến 7 ngày mọi người mới chốt được ví dụ khi mà nó đẩy lên vùng khoảng tầm mình cứ tính là đẩy lên vùng vùng tám đô rồi cho anh không tám đô rồi đi thì nó sẽ có một cái phiên chỉnh thường thường thôi chứ không phải là chắc chắn nhá thường nó sẽ có một cái phiên chỉnh xuống đây ngay này đấy sau lại hồi lại lên có thể nào hồi lên đỉnh cũ có thể gần đỉnh cũ hoặc là có thể vượt qua đỉnh cũ tùy tùy đồng coi nhưng mà tôi tính trung bình là có thể hồi lên quanh cái nền giá là gần gần cái đỉnh cũ rồi đi sau đó nó mới rớt cơ Thế nên là một là mọi người căn được cái nền giá này thì nó tốt nhất. Còn không thì mọi người sẽ phải chờ cho nó sập xong, xong nó hồi lên thì mới cắt đao ra. Thì vẫn cắt đao được quanh đỉnh cũ, thậm chí là cao đỉnh cũ tùy đồng coi. Nhưng mà đợi lâu, ví dụ thời gian sập của nó xuống nó mất 2 ngày, xong hồi lên lại mất 2 ngày nữa nó mất thêm 4 ngày. Thì liệu mọi người có đủ kiên nhẫn để à, đủ đủ để khả năng để mọi người giữ hàng khi mà nó sập xuống đây hay không? Ví dụ nếu mà nó sập từ 0.8 đô mà nó sập xuống cho mọi người cái nền giá bên dưới này đi. Là khoảng 0.7 đô là nó cũng tụt nhiều đấy nhá Là tụt 10% Nó phải tụt tầm 10% Thì khoảng quán... Nhưng mà nếu mà nếu mà mình cắt out đây xong mình sẽ order đây đây mình mua lại Lần này mình sẽ order mua Nếu mà mình cắt out xong mà nó dập mình, mình sẽ order mình mua đoạn này Sau đó đội hồi lên thì đủ khoảng tầm 10% Thì mình sẽ bán ra 10 đến 10 15, 13 Trung bình sẽ 10 10 đến 13% Đấy thì anh em mà cắt đau được đây thì anh em order một lệnh mua đây anh em đánh sóng lên còn anh em nào mà không cắt đau được thì sẽ phải chờ sóng hồi lên anh em bán ra còn mình thì mình sẽ order một cái điểm này sau đó đánh một cái sóng hồi lên sau đấy một cái sóng sau đấy thì chờ chờ cái điểm bắt ở đây chúng ta sẽ xem phản ứng giá xem cũng chưa chắc mà mọi người là 100% trăm sẽ lên nhưng mà khả năng lên, lên cao thôi còn nếu mà nó không có cái lực mua thì chúng ta sẽ không mua nhé mọi người nhé Hôm qua thị trường lên nên mình thấy ra mình cả đêm qua đến buổi sáng nay mình mình ngồi mình xem thị trường để xem nó chạy như nào. ARKM hôm trước chỉnh mạnh thì có vào thêm được hay không anh nhá. Anh em chia đều ra mọi người, không thì vào con OB này này, mình xem con OB đầy chưa. Nếu mà OB chưa đẩy vẫn vào được, OB cũng vào được này, đấy. Chia ra chứ đừng nhiều khi mọi người nhìn thấy những con nó chưa đẩy, có khi nó cứ chậm chậm nó mãi không đẩy như con nó đẩy như con OB này nó đẩy tiếp. OB này nó đẩy nhẹ lên vùng trên là khoảng tầm 1.7 1.8 đô ngay ý. Đấy. OB vào cũng được mọi người. Nhiều con đợt này vẫn vẫn ở trong entry vào được. Nhưng con bô có đốt thì thôi, bô có đốt bây giờ nó đẩy thì nó mất em mất vị thế rồi thì không đẹp lắm. Đấy nhưng mà vẫn có một số đồng coi vị thế nó vào đẹp. Thì mọi vẫn có thể vào. Mình xem qua một số đồng xem nào. Mình xem qua một số đồng xem đồng nào vào được không nào. Con polo này đánh cũng được này và lâu ta ghép vào 0.7 Ủa con CEO đẩy mạnh đấy nhỉ anh em nhỉ Tính ra từ đây nó lên đây nó tăng tận 20% cơ nhỉ Ủa con này đẩy mạnh thật Ờ con CEO có đẩy mạnh Ma la cũng đẩy này Sau này mà ngon đẹp đẹp mà đánh được đến đến tầm một tháng tới thì mình nghĩ là rất là tốt luôn đấy Rất là tốt nếu mà nó thuận lợi như cái dự kiến của mình. Còn mình thì mình cũng không thể nào mình mình bảo là thị trường nó phải chắc chắn nó phải chạy được nhưng mà theo như cái nhận định của mình ấy mà nó chạy được như cái dự kiến của mình ấy thì rất là tốt. Thực sự nó là cái sóng mà rất là tốt để chúng ta đánh trong năm nay. Còn cách băm mạnh nhà anh em nhỉ? op op vô lớn anh em đánh nhiều cũng không sợ anh em vào ob cũng được em còn matic đẩy chưa nào À còn matic lúc mình xem rồi matic thì đang đẩy ob thì chưa đẩy lắm thực ra matic thì vào giá này vẫn được nhưng mà nó kiểu nó đẩy như này thì anh em vào vẫn được nó cao hơn khoảng mấy phần trăm 5 phần trăm không mình vào ob đi ob chưa đẩy này ob vào được này anh em Ô con ABT mình còn chưa chốt con này cơ. ABT mà đẩy được như con son thì đẹp anh em ạ. À? Kỳ vọng nó sẽ đẩy được như son, nó sẽ đẩy lên 9 đô. Không biết đẩy được hay không, nhưng mà mình anh em nằm ở giữa ABT có thể target khoảng tầm trên này. Con 9 đến 9.5. Mình đang TP con ABD ở đấy Mình cũng chưa chốt Con này tính ra từ đáy nó cũng tăng rất là nhiều Từ đẩy tính ra nó tăng khoảng 55% Nếu mà nó đẩy đẹp thì nó sẽ đẩy lên vùng trên là khoảng tầm 9.9 đến 9.5, ADI đúng không? ADI hình như nó đang đẩy đấy ADI đang đẩy rồi cái trên 0.36 Mình thấy trong NITCOIN mà CAP lớn chưa đẩy có con OB nào chưa đẩy, còn đa phần các đồng COIN bây giờ vào thì vị thế nó cũng kiểu bị mất đi cái vị thế, nếu mà vào tầm dạng sáng này thì được Nhưng mà nhiều con bây giờ đẩy bị mất vị thế mình xem qua ở cái, cái cái kia xem nào xui vào cũng được nhưng mà nó hơi lặng xui nó hơi nặng một tí cộng đồng ôm nhiều còn ID đúng không? ID điều chỉnh sâu ID vẫn giữ được ID em đang view đợt này nó sẽ đẩy lên tiếp đây 0 chấm3x này Còn power có tăng được hay không ạ? Anh giữ giúp em nhé giữ mọi người tạm thời mọi người giữ ăn coi giúp em đi. Theo hiếu là sau khi bay nên chốt phần nãi của an coi vào BTC hay là chốt cả anh sợ mất hàng em em chả sợ mất hàng lắm em như em em cứ chốt luôn 70 phần trăm em không quan trọng là <laughs> mất hàng hay không nếu mà chốt xong mà nó bay tốt quá vẫn còn 30 phần trăm bán mà trong khi đó 70 phần trăm mọi người lại chuyển sang những đồng coi nó chưa chạy mà đúng không em như em nếu mà con nào nó bay mạnh thì em cứ chốt 70 phần trăm Đấy là cái quan điểm của em. Kể như cái con Nia hôm đêm qua là em chốt 7% rồi. Nó bay tiếp thì kệ nó. Nó bay tiếp em bán nó 3%. Còn không thì 7% của em. Mà nếu, nếu mà nó có bay 2% nữa. Ấy, thì những cái đồng ăn coi của em nó phải chạy khoảng 2% nữa. Nó ngang nhau. Nên cái chiến lược của em là sẽ bán 7%. Như vậy con nó bay mạnh. Edu vẫn giữ được. Chào anh Thắng. con C98 giữ được mà con C98 anh anh giữ được không yếu đâu bình thường con C98 thì con C98 thì chỉ quan em không thích chơi con đấy nhiều thôi tại vì cộng đồng Việt Nam em không thích chơi cộng đồng Việt Nam mọi người đánh thì không sao cả chỉ quan là cái quan điểm của em thì em không thích đánh cộng đồng Việt Nam thôi c của em giữ được nhớ sàng nhá <laughs> con D nick mình con NKL đúng không ạ? Để đi giữ được này mọi người. Vào cũng được, vào thêm cũng được. LKL. nó cả là cũng đang đẩy đẹp này, mọi người vẫn giữ được anh em. Em giữ đi Bitcoin nếu mà đẹp nhất là khoảng tầm 36 ngàn anh em ạ, à. tầm 36 nó cứ nhích nhích dần đến 38 thì ăn coi bay. Ăn coi bay đều. Đẹp nhất nhá, đẹp nhất nhá, đẹp nhất nó sẽ khoảng đấy. Khoảng từ 36 đến 38 là nó nhích nhích dần lên. Đây nhìn Bitcoin với anh em một tí. <laughs> Ôi ừ, nó mới chạy này thì ăn coi bay làm sao được anh em Bây giờ nó phải như này Đây tầm này đẹp rồi Xong có nhích dần lên này Mỗi lúc nó nhích 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 một tí lên này <laughs> Nó nhích cho anh em khoảng tầm 6 k đến H4 là 24 giờ 24 giờ cho ăn coi bay Đấy Khả năng là anh em sẽ có khoảng 24 giờ cho ăn coi bay Khi mà khi mà biết con nó nhích dần lên Tầm đấy thôi Mình nghĩ là không chạy lâu lắm đâu Khoảng tầm trên dưới 24 giờ một tí khoảng 6 cho đến 8 cây đến H4 tầm đấy <laughs> tiếng nhỏ quá em mọi người nghe tiếng có bị bè quá không mọi người nên vào đấy không anh sóng này đa phần ăn coi đều đầy nhá nên một số anh em mà hỏi mình ăn coi thì mọi người cứ giữ đi đa phần ăn coi đều đầy hết rồi chắc là mình nghĩ là không có con nào không đẩy ra ca nó con đẩy mạnh mà con Nina vào thêm được hay không nhiều lúc mọi người đã mời comment sau em bị trôi thì nhắn đi em sẽ không đọc được nên mọi người nếu mà chẳng may quên thì mọi người thông cảm nhé Nina vào thêm cũng được Thì vì nhiều lúc mình đặt kéo tin nhắn mình kiểu nó sẽ bị trôi mình không nhìn thấy được Compound có tăng được hay không ừ, Con này đợt vừa rồi đẩy cũng mạnh nhỉ ừ, Con này đợt vừa rồi đẩy mạnh ghê đây Con này em cũng Những con này em lại không chơi Đấy, Đẩy khả năng là vẫn đẩy lại thôi Nhưng mà những con này em không chơi Quan điểm của em thì em sẽ không đánh những con nó bay quá mạnh này theo hiểu là sau khi bay nên đây đây, đây em vừa đọc. Nữa. Sóng này lên 2% nữa hay là điều chỉnh? Sóng này lên 2% nữa điều chỉnh hả hiếu? Hay vừa rồi nó điều chỉnh rồi, giờ ôm cuối cuối tháng bán ôm từ cuối tháng cũng được nhưng mà em nghĩ là nó chạy 2% nữa điều chỉnh. Em không dám chắc mọi người là 100% nhưng mà 90% sẽ điều chỉnh. Sóng này em khá là tự tin, còn mấy sóng trước em còn nói chia sẻ mọi người rồi, sóng điều chỉnh có thể không xảy ra đúng không ạ về cái sóng trước mình có chia sẻ với anh em là sóng điều chỉnh có thể không xảy ra nhưng mà sóng sắp tới là nó sẽ xảy ra không phải chắc chắn nhưng mà khả năng xảy ra cực kỳ cao nhé nếu mà ăn có chảy khoảng 2% nữa thì khả năng điều chỉnh cực kỳ cao an toàn anh em bán 50% cũng được đấy năm mươi bảy được em đang tính là bán khoảng bảy đến hết bán 100% ý là anh sợ mất vùng giá đáy sau này bc nó bay thì an coi không mua lại được giá này ấy thừa sức mua mọi người nếu mà sau này thì sau này á sau này mọi người tin là mọi người mua được ăn coi giá rẻ hơn giá này không ạ sau này mọi người sẽ thừa sức mọi người mua được ăn coi giá này hoặc là thậm chí có một số đồng coi sẽ mua được giá rẻ hơn nhưng một chiều a đợi lâu Bitcoin là tăng ăn coi vẫn cứ bị hút máu dom tăng lên này mọi người đom nó cứ tăng này ăn coi vẫn cứ bị hút máu vẫn cứ bị y ạch mở av đó, đúng không ạ? mở av giữ được con này em cầm con này anh giữ được này vẫn giữ được mà con này em vẫn cầm mà mà vẫn cầm BTC chuẩn bị lên target 38 ngàn đúng không? Hiện tại nó đang lên tầm này thì 3738 thì em nghĩ là trong tầm tay thôi. Nhưng tầm này nó vượt đỉnh này rồi nó không lên 3738 thì chạy nhóm này về 32 à đúng không? Đây. Tầm này bây giờ nó lên vượt đỉnh như này mà bây giờ nó không lên 3738 thì chạy nhóm này về 32 cho mọi người mua đúng không? Nên em với em thì em vẫn build lên đợt này. ABE có vào được hay không? Nhắc lại mọi người nhé Anh em đừng Đừng đánh future nữa nhé anh em nhé Mình thấy một số anh em vẫn đánh đấy, Nên cố gắng anh em bỏ đi Mọi người đừng ham đánh chờ mọi người Còn ABE vẫn vào được Con này vẫn vào được nhé anh nhé anh em nào mà mà vẫn có suy nghĩ là muốn làm giàu nhanh với future thì mọi người nên bỏ qua đi nhé mọi người nhé <laughs> tại vì future nó là một cái con đường mà khiến cho anh em cháy tài khoản nhanh nhất đấy Nhưng nó không nó không phải là cái miếng bánh ngon mình không muốn chia sẻ với mọi người công nhận là mình mình vẫn đánh nhưng mà nó không phải là miếng bánh ngon mà nó là một cái miếng bánh cực kỳ khó chơi thì đúng hơn rất rất là khó chơi luôn đấy nên mọi người mà đang có tư tưởng đánh thì nên bỏ đi nhé mọi người nhé Nia A7 bên trăm hả anh anh có bán đi lúc sáng nay do anh vào Matic anh có vào xui mình anh có vào OP Ui A, A, A đẩy mạnh ghê nhỉ Con này giữ được này Được đẩy trong vẫn tốt lắm đẩy lên trăm hai là bình thường con này luôn giữ giúp em đi. khi nào mà bán được chung em sẽ báo khuyến khích anh em làm bán chốt chung <laughs> như em em khuyến khích mọi người là chốt chung chứ chỉ có mấy cái con nó bay mạnh quá mày trước như con nia thì hay là con son thì em chốt thôi chứ còn khuyến khích mọi người chốt chung chốt chung sẽ tối ưu nhất đi chỗ như con bây giờ như con nia này bên nó đẩy này chẳng nhất này không bán bán sang con khác nó bay hai phần trăm nữa thì vẫn là ok nó bay sáu trăm rồi thì bây giờ nó có bay hai trăm nữa nó có nên bay hai trăm nữa thì nó cũng chỉ lên được khoảng tầm một tám thôi Đấy. Nên em chốt, em chốt 70% con này. Con combo điều chỉnh lâu quá. Không, con này sóng đẹp mà. Con combo sóng ok mà mọi người. Theo anh Hiếu BDC 38.000 an coi đẩy mạnh người chơi cũ đã quay trở lại hay chưa? Hay 50 ngàn người chơi cũ mới quay lại á? <laughs> mọi câu hỏi thì mọi... đúng rồi, cái câu hỏi này mọi người hỏi cũng đúng đúng không? Nếu mà mọi người mà hỏi mọi người hỏi câu hỏi này thì mọi người sẽ hiểu thị trường hơn. Mọi người sẽ hiểu, hiểu hiểu hơn khi mà mọi người chơi, mọi người hỏi như vậy thì sau này mọi người sẽ hiểu hơn. Theo anh em thì Bitcoin 38 000 thì người chơi quay trở lại thị trường chưa? Theo mọi người Bitcoin 38 000 thì người chơi quay trở lại thị trường hay chưa? Như theo cái quan điểm của em thì nếu mà Bitcoin mà có lên 38.000 thì người chơi sẽ chưa vào thị trường Nó không đủ, nó không đủ, nó dân thị trường rất là rất là yếu, mình phải nói một người làm Nếu mà Bitcoin mà có đẩy lên 38.000 thì thị trường vẫn rất là yếu, nó không hề có cái gì mà sôi động cả anh em nhìn những cái buổi like của mình đâu đâu có ai xem đâu anh em những cái buổi like của mình ngày xưa đúng không ạ những buổi like của mình ngày xưa rất là đông đúng không ạ có thể view có thể lên được cả 14.000 người xem à đâu đây toàn trên 10.000 người xem rất là nhiều đúng không bây giờ anh em nhìn này nó thì có ai xem đâu mà ngày xưa còn mình nhớ là cả zoom cả like phải được tầm 1.600 với 1.700 người xem mình trực tiếp nhưng mà bây giờ rất là ít Bây giờ cái lượng người xem mình trực tiếp chắc được khoảng 200 đến 300 người thôi, nó rất là ít. mà thị trường vẫn đang rất là yếu. Và nếu mà đợt này mà nó lại em khoảng 37 38 thì mình nghĩ là người chơi sẽ chưa quay trở lại thị trường, người chơi cũ sẽ chưa quay trở lại thị trường. Mà họ sẽ như nào ạ? Họ sẽ có suy nghĩ nào anh em? Nghi ngờ. Kinh nghiệm đầy người đúng không ạ? Những cái biết đau thương ở trong thị trường rất là nhiều rồi bảo là lần này nó chỉ hồi lên thôi, nó hồi nên để cho anh em đu đỉnh thôi anh em sẽ bảo là mình chơi trong thị trường này trong cái mùa đau chen rồi mình trải qua rồi mình làm sao mình không biết mùa đau chen mình trải qua thị trường nó xả kinh lắm thị trường này nó thằng scam thôi nên làm sao được đợt này nó chỉ hồi gọi là bẫy thôi không lên được đâu 3738 thì đa phần người chơi theo như cá nhân của mình thì đa phần người chơi nó họ sẽ suy nghĩ như vậy họ tăng nhưng mà họ nghi ngờ đúng không ạ nhưng mà nếu mà nó đẩy đến khoảng tầm 45 50.000 thì không còn nghi ngờ gì nữa, up trend Thì đấy mới là cái thời điểm mà thị trường nó dễ dàng nó xuống nhất. Nhưng mà nếu mà cái lần đầu tiên nó đẩy 37 38 người chơi sẽ nghi ngờ mà họ sẽ gì ạ? Họ sẽ nghĩ họ sẽ không không quan tâm đến thị trường đâu, họ bảo là đợt này đẩy chỉ là đẩy bẫy thôi, nhưng mà nếu như mà nếu mà Bitcoin nó tiếp tục nó đẩy lên cái nền giá gì ạ? 50.000 thì câu chuyện nó lại khác. Họ sẽ nghi ngờ cái bản thân của họ, họ sẽ nghi ngờ cái nhận định của họ liệu rằng gì ạ? Họ nhận định như vậy nó có đúng hay không? Và họ bắt đầu họ đi tìm hiểu thông tin rất là nhiều Họ lên Facebook Họ thấy mọi người chia sẻ về thông tin Bitcoin tăng giá rất là nhiều Rồi họ nhận được những cái thông tin tích cực từ gì ạ Từ thị trường tin tức rất là nhiều Và thời điểm đấy thì Có thể họ họ mới quay trở lại thị trường Chứ không phải thời điểm 3738 Đấy là theo những cá nhân của mình thì Thời điểm họ sẽ quay trở lại thị trường Sẽ là thời điểm mà uh, gì ạ Cao hơn cái nền giá 3738 ngàn Còn 3738 ngàn mà quay trở lại thị trường thì Có khi lại ăn đi anh em Kiểu ôm xong đu cũng được ông làm một điều mà ôm tầm ba bảy mà sau đấy thì thị trường nó sập xong vẫn ôm kiểu gì sau đấy có cái x 10 luôn đấy nhưng mà vấn đề là họ nghi ngờ họ nghi ngờ mà đấy là cái cách mà những người tập thị trường Mà sàn giao dịch họ sẽ ác gì ạ họ sẽ khiến người chơi vào gì ạ khiến cho anh em mình mất tiền đấy chứ còn nếu mà ba bảy mà họ vào có khi nào họ lại ăn buổi sáng nay thì ăn coi thì về cơ bản thì đang có sự phục hồi tốt nha anh em nhé mọi người có thể vẫn có thể giữ giúp mình buổi sáng thì tối hôm qua thì mình không zoom thì hôm nay thì mình sẽ cập nhật thị trường mọi người một tí thôi đang nữa mọi người vào sau thì mọi người xem lại giúp mình nhé tổng kết lại là mình hiện tại mình vẫn đang giữ hàng và chờ và quan sát thêm trong những ngày tiếp theo bye mọi người